Nhà hoạt động Linh Quang Tuyến, biệt danh là Tuyến Xích Lô, bị một nhóm người được cho là mật vụ an ninh giả danh côn đồ tấn công gần nhà tại Sài Gòn vào 7 giờ sáng hôm nay, khiến cho anh bị gãy xương mũi. Anh Linh Quang Tuyến từng nhiều lần xuống đường biểu tình chống Trung Quốc và là người khởi xướng phong trào nước nhà không bán. Philippines hôm nay lên tiếng sẵn sàng giúp đỡ thuyền nhân người Rohingya và Bangladesh vì đó là bổn phận của một quốc gia thành viên Công ước Liên Hiệp Quốc năm 1951 về người tị nạn. Theo hãng thông tấn AFP, thì không rõ Manila sẽ giúp những thuyền nhân thuộc sắc tộc thiểu số Rohingya từ bang Rakhine, Myanmar và người Bangladesh bằng hình thức nào. Phiên xử cựu nữ thủ tướng Yingluck Shinawatra của Thái Lan bắt đầu vào ngày hôm nay tại tòa tối cao ở ngoại ô phía bắc thủ đô Bangkok. Nếu bị kết tội, bà sẽ phải đối diện với mức án lên đến cả chục năm tù. Tuy nhiên, trong phát biểu với báo giới, bà bày tỏ tin tưởng bản thân mình vô tội và hy vọng tòa sẽ sáng suốt và tiến hành xét xử theo luật. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon sẽ đến thăm khu công nghiệp Kaesong do Hàn Quốc đầu tư ngay tại phần đất phía Bắc Hàn. Khu công nghiệp Kaesong nằm trên phần đất Bắc Hàn được thành lập vào năm 2004. Đây là một hợp tác hiếm hoi giữa hai miền Nam Bắc Triều Tiên.